Vâng, xin kính chào tất cả các bác. Đây là sữa chua gói mà nhà tôi làm để bán. Còn đây là sữa chua tôi đóng chai. Đây gọi là sữa chua lắc hay còn gọi là sữa chua hoa quả đấy. Bình thường như thời tiết như bây giờ ấy, thì nhà tôi mỗi ngày làm ra khoảng độ hơn 500-600 cái gì đó. Thế còn mùa hè ấy, thì mỗi ngày đã làm hơn 1.000 cái. Nên là nhà tôi làm rất nhiều các bác. Hôm nay cũng sẽ chia sẻ đến với các bác cách mà nhà tôi làm sữa chua. Các bác có thể làm để ăn, để cho gia đình ăn, hoặc là các bác nào muốn kinh doanh ấy thì là mình làm để bán. Nhà tôi thì làm rất nhiều. Nhà tôi làm rất nhiều nên là các bác cứ yên tâm. Hôm nay cũng sẽ chia sẻ đến với các bác cách để làm ra cái sữa chua gói như này và sữa chua chai như này. Đây là gọi là sữa chua lắc ấy, chúng ta sẽ lắc lên. Đấy. Để làm được cái sữa chua như này thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị một số những nguyên liệu như này. Nhà tôi sẽ dùng sữa đặc. Sữa đặc có đường thì tôi sẽ dùng loại này. Sữa ngôi sao phương Nam của Vinamilk. Đường kính trắng. Sữa tươi các bác có thể làm bằng sữa tươi có đường hoặc sữa tươi không đường, cái này không vấn đề gì cả. Nếu mà chúng ta làm sữa tươi không đường ấy thì nó sẽ ngon hơn. Và sữa chua chúng ta làm sữa chua cái. Đây là thành phẩm mà nhà tôi làm ra đấy, tôi đã ủ ra. Sau khi sữa chua chúng ta ủ ra như này thì chúng ta sẽ đi qua công đoạn đóng. Thì đây nhà tôi đóng ra có hai cách đóng, chúng ta sẽ đóng ra gói hoặc chúng ta đóng ra chai. Đấy. Như nhà tôi làm để bán ấy thì tôi sẽ làm theo hai hình thức này. Còn các bác để ăn ấy thì các bác có thể làm ra gói như này. Hoặc là các bác có những cái hũ thủy tinh ấy các bác làm ra rồi chúng ta cho vào trong tủ lạnh. Rất là tiện để phục vụ cho gia đình mình. Ừ. Cái sữa chua gói này thì chúng ta sẽ cho vào trong tủ đá. Còn sữa chua chai này ấy, thì chúng ta sẽ cho vào trong tủ mát. Đấy, các bác lưu ý nhé. Hôm nay tôi sẽ nói qua chia sẻ qua với các bác cách để những nguyên liệu để chúng ta làm ra được một cái mẻ sữa chua như này, một nồi như này các bạn, một nồi như này là nhà tôi đóng ra được khoảng độ hơn 300 cái, hơn 300 cái mà tôi làm là như bây giờ tôi làm mỗi ngày là làm hai cái nồi như này, sáng một nồi chiều một nồi, nên là tôi làm tôi phải kế vào. Đấy. Để làm ra được một nồi như này thì chúng ta trước tiên là sẽ cần khoảng độ hơn 10 lít nước, hơn 10 lít nước. Một mẻ đấy, một mẻ nhà tôi đấy, hơn 10 lít nước nha. Và 5 hộp sữa đặc này. 5 hộp sữa đặc này. 4 hộp sữa tươi 1 lít. Có đường hoặc không đường thì tùy. Nhưng mà tôi cũng khuyến khích các bác làm cái sữa tươi không đường ấy thì nó sẽ chuẩn hơn. Sữa chua cái chúng ta sẽ dùng bằng sữa chua không đường của Vinamilk. 1 2 3 4 5 6 vỉ. 6 vỉ sữa chua không đường. Và 1 cân đường trắng. Chúng ta nên làm đường trắng các bác nhé. Chúng ta không không nên làm đường vàng. Đường vàng thì sau này cái màu sữa chua của chúng ta sẽ không 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 đẹp. Đấy là cái tôi lưu ý các bác như vậy. Tôi có một cái video là giới thiệu chi tiết cách để ủ sữa chua đấy. Nhưng ngày hôm nay thì tôi cũng không nói chi tiết được các bác cách để ủ như thế nào nữa. Mà tôi chỉ nói qua cho các bác thôi. Vì là gần như cái video này sẽ dành cho các bác muốn làm sữa chua để bán. Thì một mẻ sữa chua như một mẻ mà tôi làm như này. Thì thành phẩm như của tôi đây sẽ được khoảng độ 350 cái các bác nhé.
với tương đối số nguyên liệu thì chúng ta sẽ thu được khoảng độ 350 cái sữa chua như này. Hoặc là tùy các bác có thể làm tăng nước lên thì nó sẽ được nhiều nhưng mà nó sẽ nhiều đa cái năng hơn. lắm. Thì nhưng mà cái quan trọng là nó sẽ không ngon. Đấy, các Đa bác năng thì nó chỉ lưu ý với tôi là một mẻ như này chúng ta sẽ làm 1 2 3 4 5 hộp sữa đặc như này. 4 hộp sữa 1 lít và 6 vỉ sữa chua. 1 cân đường và 10 lít nước. Trước tiên ấy, các bác cho khoảng độ 10 lít nước vào trong một cái nồi, các bác đun sôi lên. Đun sôi thật kỹ lên nhá. Sau đó các bác để khoảng độ 15 phút sau thì các bác cho sữa đặc vào. Chúng ta sẽ nguấy tan cái sữa đặc lên. Nguấy thật đều cái sữa đặc này lên. Chúng ta để khoảng độ 5 phút sau chúng ta sẽ cho tiếp sữa tươi vào. Chúng ta sẽ cho tiếp sữa tươi và đường vào. Chúng ta sẽ ngoáy thật tan. Ngoáy thật tan lên. Cuối cùng là các bác cho sữa chua không đường vào. Khi cho cái sữa chua không đường vào ấy, thì các bác lấy một cái dây ấy, các bác vớt hết những cái bọt rồi những cái cặn. Quan trọng chúng ta phải làm sao cho nó thật tan. Thật tan đi thì sữa chua của chúng ta sẽ rất là mịn. Còn nếu như các bác mà làm không tan ấy, thì nó sẽ không 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 mịn đâu. Đây này, như tôi làm đây. Đây rất là mịn các bác này. Sau khi chúng ta đã hòa tất cả những cái nguyên liệu này vào rồi ấy, thì các bác đậy vung lại và cho vào một cái thùng xốp. Đấy, các bác đậy thùng xốp lại trong khoảng độ như tôi chỉ để một ngày rưỡi thôi. Tôi chỉ để một ngày rưỡi thôi. Sau đó tôi sẽ mang ra tôi đóng thì nó sẽ đạt yêu cầu. Thế còn nếu như các bác muốn chua hơn thì các bác sẽ để lâu hơn một chút. Còn nếu như các bác không muốn chua quá thì các bác sẽ rút ngắn thời gian đi. Còn đảm bảo 100% là nó sẽ thành công. Bởi vì nhà tôi làm rất nhiều đấy các bác. Đây tôi làm rất nhiều đây. Nên là các bác không ngại nếu như các bác làm theo cái công thức mà tôi giới thiệu với các bác ấy, thì các bác cứ yên tâm là không ngại. Sau khi sữa chua của chúng ta đạt yêu cầu thì chúng ta sẽ cho vào một cái bình như thế này. Chúng ta sẽ cho vào một cái bình như này. Đấy. Các bác đóng. Nếu như các bác muốn đóng nhanh ấy thì vì cái bình này nó có cái vòi như này. Chúng ta sẽ cho gói vào đây. Và chúng ta bóp. Thì nó sẽ nhanh. Chúng ta đóng sẽ rất là nhanh. Nhà tôi ấy là bây giờ tôi làm ít thì tôi phải 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 đóng như này, thế còn nếu mà tôi làm nhiều là tôi phải thuê người. Đấy. Hôm nay cũng xin chia sẻ đến với các bác cách để làm sữa chua để bán nhá. Bây giờ tôi cũng xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Nếu như thấy hữu ích nhờ bấm giúp tôi một nút đăng ký kênh bên dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong video tiếp. Anh à? Bán luôn. Đấy, chị phải để tủ. Chai này có tiền chai đấy, 15.000 chai, chai này về tủ mát, còn sữa chua thì về tủ đá. Mà để tủ mát túi này này. Túi này để đá này. Túi này là phải để tủ đá. Không để ở ngoài được. Không cần. Cứ để mát uống hút hút còn hơn. Đúng rồi. Mút mút mút. Túi này 3.000 ạ. Mát để chai. Còn cái chai thì mình lắc đều. Vừa làm ra thì ngon. Cho 10 túi. Vâng. 10 túi. Anh đến một em chị lấy cả cái màu ấy cho nó ngon.
Vâng, xin lỗi em ngon. Mỗi ngày 6, 6, 6. Là, như mùa hè nó mỗi ngày làm 1.000 cái. Đây cái quy 7, 8, 8. Đây là cam chị. Không, không. Ăn trắng trắng.